Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh nhá. Xin chào cả anh em. Hôm trước tôi có giới thiệu với các bác là thợ nuôi ong nhá. Các bác nuôi ong chuyên nghiệp hay là nuôi ong văn nghệ ở nhà nhá. Là bên shop có mấy cái phụ kiện phục vụ cho anh em khai thác ong. Thì hôm trước là cái bình xịt khói tôi có nói là hàng nó chưa có nhiều. Hôm nay hàng có nhiều nhá. Thông báo với các bác hàng số lượng vào rất là nhiều nhá. Đây các bác này. Số lượng có nhiều. Các bác có thể là mua sỉ nhé. Bác nào mà bán cửa hàng đại lý bán đồ ong nhé, có thể nhập sỉ này. Số lượng có rất nhiều nhé. Các bác mua càng nhiều ấy, thì giá nó càng rẻ nhé. Hôm trước tôi có nói rồi nhé, là cái giá của một cái bình xịt khói này, bình xịt khói chống ong đốt nhé. Shop đang cung cấp là 230.000 nhé. 230.000 là bao cái phí ship cho các bác về tới nhà. Các bác lưu ý là bao phí ship nhanh nhé, bao phí ship nhanh cho các bác để khỏi phải chờ đợi lâu. Thế còn các bác cái thắc mắc là một số nơi lại bán giá rẻ hơn thì các bác cũng tùy thôi. Tại vì shop nói trước với các bác ấy là bao ship cho các bác và là bao ship nhanh. Thế nếu mà các bác muốn nhận ship chậm ấy thì giá thành nó sẽ rẻ đi một chút nhá. Và thứ hai nữa là cái hàng bình xịt khói này ấy, bên shop kinh doanh ấy nó là hàng loại 1 thì giá nó sẽ hơi cao. Thế còn anh em các bác thắc mắc là cái loại nó có trăm mấy thôi ấy, thì nó là hàng loại 2, nó mỏng hơn, nó mong manh hơn nhá. Thì các bác trước khi mua hàng thì các bác tìm hiểu cho kỹ nhá. Thì shop giới thiệu với các bác là lô hàng về nhiều với số lượng lớn, cụ thể hình ảnh về sản phẩm như này nhá, thì các bác để các bác nắm được. Thế còn cái giá cả nó là công khai như vậy nhá, 230.000 cho một cái bình giao hàng về tận nhà cho các bác nhá, bao phí ship luôn. Thì các bác mua 2 bình 3 bình thì giá chiết khấu sẽ nhỏ đi, sẽ rẻ đi. Thì có thể là giao sỉ cho các bác được nhé. Hôm nay thì mới tạm thời về được mấy thùng thôi. Nó khoảng mấy chục cái này. 7-80 cái này thôi. Thế mai ngày kia thì lại tiếp tục xe lại để trở về nữa nhé. Các bác mua nhiều, số lượng là sẽ có nhiều cho các bác. Ở đây xin mời các bác xem chi tiết cụ thể một cái bình nhé. Các bác trước khi mua sắm thì các bác vui lòng xem video cho kỹ là cái sản phẩm bên của shop như thế nào nhá. Các bác nắm được thì các bác đưa ra cái quyết định mua hàng nhá. Đây, nó là cái bình này, là cái bình phụt khói nhá, bình xịt khói để chống ong đốt, dành cho các bác khai thác ong mật nhá, khai thác ong mật. Đầu tiên là cái chất liệu này ấy, là chất liệu bằng inox nhá, chất liệu bằng inox này, inox rất là dày, inox rất là dày. Ở cái này nó nói là inox 3-4 thì các bác không tin, nhưng nói chung nó là inox dày, inox loại 1 nhé. Đây là cái bầu phụt này, bầu phụt có cái này thì các bác bỏ ra nhé, các bác bỏ ra đấy, thì xe sau này cần thì các bác sẽ thổi hơi được bằng cái này. Thì khi shop gửi cho các bác là nó khóa cái này lại. Và chung quanh này này, chung quanh này là cái thép nhé, cái thép này là thép bảo vệ để chống bỏng nhé. Tại vì cái này là trong này là mình sẽ đựng mùn cưa hoặc là đựng chấu để cho nó cháy, xong đó mình thổi thì nó sẽ phụt khói ra chỗ này, thì trong này sẽ là nóng, nó dễ gây ra bỏng nhé. Thì nó có cái bằng thép chung quanh này này để bảo vệ cho gọi là cái chống bỏng nhé các bác nhé. Cái này thì hàng này là hàng loại 1, hàng loại tốt, cái thép này nó cũng to, nó chắc chắn. Thế còn hàng loại rẻ tiền hơn đấy thì nó sẽ mong manh hơn, cái inox này nó cũng sẽ mỏng hơn nhé các bác nhé, inox này sẽ mỏng hơn, inox này thì rất là dày. Thế còn cái hàng mà hàng mỏng hơn này thì giá nó sẽ rẻ hơn, và hàng bằng tôn ấy thì giá nó sẽ rẻ hơn. Thì shop cũng không kinh doanh nhá, shop kinh doanh cái mặt hàng loại 1, loại tôn nhất này cho các bác dùng. Tại vì thực ra nó chênh nhau một ít tiền thôi, không đáng bao nhiêu cả nhá. Thế phía trong rồi này, phía trong này ấy, nó sẽ có một cái khay đáy, khay cầu đây này nhá. Đây, cái này cũng là bằng inox mà nó rất là dày các bác này, này rất là dày đấy nhá. Khi các bác nhận được các bác dùng ấy, các bác bẻ chân lên, bẻ ba chân này đứng lên nhá. Đây rất là cứng này, bẻ bằng tay hơi khó đấy, các bác phải lấy kìm thì bẻ nó mới vô góc này được. Các bác bẻ ba chân này lên. Hôm trước thì tôi giới thiệu 1-2 cái thôi, tại vì lúc đấy là shop còn chưa nhập được hàng từ bên kho bên cửa khẩu về. Đây là cái hàng nhập được vào thì giá thành nó rẻ hơn, số lượng nhiều hơn, đủ cung cấp phục vụ cho các bác nhé. Cái này ấy, này phía trong này nhá, là mình sẽ thả cái khay này xuống, thả khay này xuống thì để cho ở dưới này này nó có cái khoảng trống nhá, khoảng trống thì phía trên này ấy, là các bác sẽ các bác mồi nửa vào xong các bác thả chấu hoặc là thả mùn cưa. Các bác lưu ý nhá, ở trong này này các bác đổ chấu hay đổ mùn cưa vào thì các bác đổ cách cái miệng này khoảng 2 đốt ngón tay thôi.
các bác đừng đổ đầy lên miệng quá nhé, nó chặt nó ém thì nó sẽ khó cháy. Ở đây thì cơ cấu hoạt động của nó là cái này là cái bầu gió này, cái bầu để thổi gió, đây là thổi qua lỗ này này các bác này, thổi qua lỗ này đưa vào cái miệng hứng này, miệng hứng trong khoảng dưới này là trống này, thì khi thổi ở đây ấy, thì gió từ đây nó phụt vào cái miệng này, phụt vào miệng này đẩy vào trong bình và đẩy khói lên trên này nhé, đẩy khói trên này. Thì cái này hôm nào tôi sẽ làm cái video cách nhóm lửa cho các bác xem luôn. Cái đây chỉ là giới thiệu cho các bác về cái sản phẩm này các bác nắm được thôi nhé. Đây, cái bình xịt khói chống ong đốt dành cho anh em nuôi ong mật nhé. Số lượng hàng đã có nhiều. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với này số điện thoại của shop nhé. Shop Tân Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Kinh doanh online, các bác gọi số điện thoại nào cũng được nhé. Sẽ có nhân viên tư vấn nhận đơn hàng của các bác, hàng thì sẽ gửi qua bưu điện. Các bác lưu ý nhé, gửi qua bưu điện, chuyển phát nhanh. Các bác nhận được hàng có quyền bóc hàng ra kiểm tra, là bóc cái hộp hàng ra, hộp hàng ra kiểm tra đúng với bình xịt khói như thế này, dày dặn chất liệu inox như là shop giới thiệu đây, thực tế như này, người nhận tiền thật, thì khi đấy là các bác nhận hàng và các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn. Các bác lưu ý kỹ nha, tôi nhắc lại cái giá thành cho các bác nắm được này để các bác xem cho kỹ này. Giá của nó là 230.000 nhá, 230.000 cho cái bình xịt khói này, đã bao gồm cái phí ship chuyển phát nhanh tới nhà cho các bác nhá. Còn các bác là mua số lượng thì có giá mềm hơn, hoặc là mua hai cái sẽ giá mềm hơn nhá. Cái giá này là giá công khai cho các bác. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhá. Xin chào.